Sự tích đen bảy màu. Ngày xưa, ở một kinh thành nọ, có một vị vua rất yêu thích những chiếc đèn lồng. Hằng ngày, ông vi hành qua các dãy phố để ngắm nhìn những chiếc đèn lồng treo trên phố. Màu sắc của những chiếc đèn lồng mới đẹp làm sao, nhưng ta có cảm giác nó vẫn hơi đơn điệu, tẻ nhạt. Bẩm hoàng thượng, sắp tới là dịp Tết Trung Thu rồi. Hạ thần nghĩ hoàng thượng nên ra lệnh cho người dân cả nước chế ra những chiếc đèn lồng nhưng với hình thù kỳ lạ. Được, được, ý hay, ý hay. Truyền lên ta cho mọi người trong cả nước thi làm đèn lồng. Ai chế được một chiếc đèn lồng đặc biệt có ý nghĩa, ta sẽ ban thưởng hậu hĩnh. Bấy giờ, có một chàng trai trẻ nghèo khó tên là Tử Bình, mồ côi cha. Hằng ngày, chàng để người mẹ già ở nhà nghỉ ngơi, còn mình chăm chỉ lên rừng kiếm củi về đổi thịt lấy gạo. Hả? Có chuyện gì thế? Nhìn xem cáo thị này thông báo gì vậy? Thi làm đèn lồng, đẹp sẽ được thưởng ư? Trời ơi, được hoàng thượng ban thưởng hậu hĩnh đây, chúng ta về mau nghĩ cách làm đi. Tử Bình, cậu cũng về thử sức đi, biết đâu lại được vua ban thưởng thì sao. Chặt củi, làm nương, tôi còn biết, chứ công việc tỉ mỉ như làm đèn lồng, tôi làm sao khéo tay mà làm được chứ. Sao, đẹp chưa? Đây là đèn hình cá chép, nhất định ta sẽ được hoàng thượng ban tiền thưởng. Tử Bình không làm đèn lồng sao? Mọi người cứ làm đi, tôi không khéo tay nên không làm được đâu. Nè, cậu không màng tới số tiền thưởng mà hoàng thượng sẽ ban sao? Cậu thử nghĩ xem, nếu làm đèn lồng, chẳng may cậu được chọn, có phải cậu sẽ có nhiều tiền, cậu và mẹ cậu sẽ không phải khổ sở đói ăn đói mặc nữa. Đôi bàn tay của tôi từ trước tới nay chỉ quen với việc phát nương, chặt củi thôi. Vài ngày sau, người dân nô nức mang những chiếc đèn mình chế ra mang vào dân vua, những mong làm người hài lòng và được thưởng. Nhưng xem hết chiếc đèn này đến chiếc đèn khác, không có chiếc nào làm cho hoàng thượng cảm thấy hài lòng. Sắp tới ngày Tết Trung Thu rồi mà không ai có thể chế ra chiếc đèn hợp ý ta sao? Sao rồi, chiếc đèn của anh có làm hoàng thượng hài lòng không? Không, hoàng thượng không thích, chẳng ai làm hài lòng ngài cả. Thôi, anh cố gắng mà làm cái khác, biết đâu cái sao sẽ làm hoàng thượng vui thì sao? Đành vậy. Trời ơi, bệnh của mẹ lại trở nặng rồi sao? Là lỗi tại con, tại con bất tài không kiếm được đủ tiền để đưa mẹ đi thầy thuốc chữa bệnh. Con đừng tự trách mình như vậy, bệnh của mẹ, mẹ biết. Hơn nữa, những thầy thuốc ở trong vùng này cũng từng tới khám cho mẹ rồi, nhưng họ cũng đành phải bó tay đó thôi. Giá như con có nhiều tiền để mời những thầy thuốc tốt hơn ở kinh thành về thì bệnh của mẹ cũng đã khỏi rồi. Thôi, mẹ uống tạm bát thuốc này đi. Ngày mai con sẽ lên rừng tìm thêm những thứ thuốc quý về cho mẹ tẩm bổ ạ. Và cứ thế, hôm sau, cả những hôm sau nữa, Tử Bình ngoài việc lên rừng kiếm củi, còn kiêm thêm cả việc tìm những thứ thuốc quý về, những mong chữa khỏi bệnh cho người mẹ già. Nhưng dù uống bao nhiêu thứ thuốc, bệnh tình của người mẹ vẫn không hề thuyên giảm, mà còn có dấu hiệu nặng thêm. Không được, nếu cứ để mẹ thế này, e rằng không ổn. Giả như ta có thật nhiều tiền để mời đại phu từ kinh thành về thăm khám cho mẹ. Đúng rồi, mình sẽ thử làm đèn lồng xem sao. Và thế là sáng hôm sau, chàng trai trẻ lên rừng chặt tre, chặt trúc về làm đèn lồng. Nhưng dù đã cố gắng khéo léo thế này, chàng trai trẻ vẫn không thể tạo nên một chiếc đèn lồng hoàn hảo như ý muốn. Không ngờ làm đèn lồng lại khó đến vậy. Có lẽ mình đành tự bỏ thôi. Không được, mình phải quyết tâm đến cùng. Hôm sau, Tử Bình lại tiếp tục cần mẫn ngồi cắt cắt, dán dán.
chiếc đèn lồng đã đẹp hơn, nhưng trong đó cũng chẳng có gì đặc sắc hết. Chiếc đèn lồng cá chép của Tiểu Minh hôm trước đẹp như vậy còn bị hoàng thượng chê, nói gì cái đèn lồng của mình. Phải làm sao để cho nó thật đặc biệt chứ. Này chàng trai trẻ. Dạ cụ làm sao vậy ạ? Ta lên rừng kiếm thuốc về sắc uống, chẳng may bị trẹo chân, cậu có thể giúp ta cõng ta xuống núi được không? Cõng cụ xuống núi ư? Xuống núi giờ cũng phải đến tối mịt, mà thời hạn mang đèn lồng vào gặp vua chỉ còn có 2 ngày nữa. Nhưng nếu để cụ một mình ở đây, mình cũng không đành lòng. Chẳng may có thú dữ đến thì cụ biết xoay sở ra sao. Thôi kệ, chi bằng ta cứ cõng cụ xuống núi, vừa đi vừa nghĩ thêm ý tưởng mới cũng được. Vâng, cháu sẽ cõng cụ về nhà. Cụ lên lưng cháu đi ạ. Ôi, cậu thật là tốt bụng. Cụ ơi, cụ bà bị bệnh gì mà cụ phải vào tận rừng sâu để kiếm thuốc vậy ạ? Mẹ cháu cũng đang bị bệnh, mà cháu tìm bao thầy thuốc rồi cũng không đỡ. Ôi, sao lại nhẹ bẩn thế này? Hả? Trời ơi, cụ già, cụ đâu rồi? Chàng trai trẻ, cậu là một người có tấm lòng nhân hậu, biết giúp đỡ người khác khi hoạn nạn, lại ăn ở hiếu thảo, lễ nghĩa với mẹ. Vậy nên ta sẽ bày cho con cách làm chiếc đèn dân vua. Hả? Đèn dân vua ư? Đúng vậy. Và cậu nhớ rõ, phải làm đúng những lời ta dặn nha. Nhất định là vị thần nào đó đã thương tình mà tới mách bảo cho con. Con đội ơn ngài nhiều lắm ạ. Hôm sau, theo lời dặn của thần, Tử Bình cùng mẹ lấy những thân trúc trắng cùng giấy màu để làm chiếc đèn. Chàng hì hục làm ngày làm đêm, những mong mang vào gặp vua đúng hạn. Xong rồi, hy vọng là hoàng thượng sẽ thích chiếc đèn lồng này của ta. Chiếc đèn này nhìn lạ quá, nó có gì đặc biệt không nhỉ, hay cũng chỉ giống những chiếc đèn bình thường khác? Ta nhìn chiếc đèn của ngươi trông cũng khá là lạ đấy, nhưng nó hoạt động thế nào? Dạ bẩm hoàng thượng, chiếc đèn này của thần có rất nhiều màu sắc, khi đốt nó lên chòng chống sẽ quay, còn ý nghĩa của nó cũng không đơn giản chút nào ạ. Hay vậy ý nghĩa của nó ra sao? Dạ bẩm hoàng thượng, thần trúc ở giữa đèn là biểu hiện trục khôn, cái chòng chống quay 6 mặt biểu tượng cho 6 cá tính của con người: thương, ghét, giận, buồn, vui, hờn. Cái chòng chống quay luôn luôn tượng trưng cho con người hay thay đổi cũng có căn do, đó là đạo làm người. Chòng chống quay luôn cũng nhờ ánh đèn soi sáng, cũng như con người tốt lành cũng nhờ đạo đức. Ý nghĩa, rất có ý nghĩa. Người đâu, mang chiếc đèn lại đây, rồi sau đó mang cho toàn dân chúng xem đây là chiếc đèn đẹp và có ý nghĩa hay nhất. Còn nữa, chàng trai trẻ kia có công lớn, thưởng 500 lượng vàng. Đội ơn hoàng thượng. Nhưng hạ thần không cần tiền, mà chỉ cần xin một đặc ân của hoàng thượng thôi ạ. Hả? Không cần tiền ư? Vậy điều ngươi cần là gì nào? Chẳng giấu gì hoàng thượng, hạ thần có một người mẹ già đau yếu bệnh tật quanh năm, đã uống nhiều loại thuốc dân gian nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm. Này, xin thỉnh cầu hoàng thượng cho đại phu ở trong cung tới để chữa bệnh cho mẹ hạ thần ạ. Khá khen cho tấm lòng hiếu thảo của ngươi. Được, ta không những chấp thuận yêu cầu của ngươi mà còn phong ngươi làm vãn hộ hầu, có thể dùng bất cứ thứ thuốc nào trong cung vua để chữa bệnh cho mẹ ngươi. Từ đó, mỗi khi đến Tết Trung Thu, nhớ lại sự tích người con hiếu thảo Tử Bình, dân chúng đua nhau bắt chước chàng làm nên những chiếc đèn màu rực rỡ, và người ta gọi nó là đèn kéo quân. Sự tích trái chôm chôm. Ngày xưa ngày xưa, ở một vùng quê xa xôi của đất nước Philippines, có một cặp vợ chồng tên là Candoy và Pisin sinh sống. Mỗi ngày, người chồng Candoy đi vào rừng để nhặt củi về đốt làm than. Sau đó, người vợ Pisin sẽ bày bán trong thị trấn. Ôi trời ơi, cơn mưa đến chẳng đúng lúc gì cả. Hay may quá, đằng kia có một cái hang có thể trú tạm. Một con nai bị thương,
trong nó mới tội nghiệp làm sao. Con nai này bị thương nặng quá rồi, ở đây chẳng có gì, làm sao mà cứu nó đây? Cô là ai? Anh đừng sợ, tôi là tiên cai quản khu rừng này. Cảm ơn anh đã cứu tôi khỏi mụ phù thủy da đen. Tên tôi là Rodona. Tôi cũng biết anh đến đây mỗi ngày để lấy củi. Tôi biết trái tim của anh tốt đẹp đến nhường nào. Con hổ hung tợn mà anh vừa thấy, tên Matesa, bà ta muốn được khu rừng này để làm nơi săn mồi cho mình. Nếu điều đó xảy ra, bà ta có thể sử dụng sức mạnh của mình trên tất cả loài cây và động vật trong khu rừng này. Nếu bà ta là một phù thủy, sao lúc nãy bà ta không sử dụng phép thuật để chế ngự tôi chứ? Bà ta sẽ không thể có quyền lực đối với cây cối, động vật và con người nếu chưa có được trái tim của tôi. Cô đang bị thương rất nặng, tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu cô đi cùng tôi về nhà để vợ tôi xử lý vết thương cho cô. Vô ích thôi, sức lực của tôi đã cạn kiệt. Hơn nữa, tôi chết đi rồi thì mụ phù thủy vĩnh viễn không bao giờ cai trị được khu rừng này. Mụ Matesa chắc chắn sẽ quay trở lại trả thù gia đình anh vì anh vừa cứu tôi khỏi bàn tay mụ ấy. Vậy nên hãy nghe kỹ lời tôi dặn. Sau khi tôi chết đi, hãy lấy tro cốt của tôi cho vào một cái lọ và cất kỹ trong nhà của mình. Mụ ta sẽ chết nếu như bị rải lên người tro cốt của tôi. Vừa dứt lời, nàng tiên Rodana đã nhắm mắt xuôi tay. Kandoi làm theo lời chỉ dẫn của nàng và anh kể cho vợ mình nghe câu chuyện đã xảy ra khi về nhà. Cũng trong năm đó, người vợ có thai. 9 tháng sau, một bé gái xinh xắn, khỏe mạnh được sinh ra trong niềm vui khôn xiết của hai vợ chồng người đốn củi. Họ đặt tên con gái là Rabona, kết hợp giữa tên núi Raba và tên của nàng tiên Rodana. Theo thời gian, Rabona đã thành một thiếu nữ. Nàng có một suối tóc mềm mại, vô cùng óng ả mà bất kỳ cô gái nào cũng phải mơ ước. Kandoi và Sibin thống nhất với nhau rằng con gái của họ sẽ không bao giờ được biết câu chuyện về tấm bi kịch của nàng tiên Rodana trong hang động năm nào. Nhưng rồi khi Rabona bước sang tuổi 16, trong khi đang hái rau ngoài vườn, cô đã nhìn thấy một con mèo trắng. Ôi, mèo con, mày thật xinh xắn làm sao? Mày từ đâu đến vậy? Nhưng Rabona không hề hay biết đó chính là mụ phù thủy Matesa năm xưa đã đổi lớp một con mèo để tới trả thù gia đình cô. Ngay sau khi Rabona vừa bế con mèo lên, nàng đã bị mụ làm cho bất tỉnh nhân sự và yểm bùa phép đầy tàn độc của mụ ta vào cô gái bé nhỏ tội nghiệp. Tránh xa con gái ta ra. Bây giờ thì ngươi không thể làm được gì nữa đâu Cành Đôi à. Quá muộn rồi. Mụ phù thủy độc ác, hãy mau trả lại con gái cho ta. Ngươi hãy nhớ lại những gì ngươi đã làm gì với ta đi. Ngươi đã khiến ta thê thảm như thế nào, khiến bao nhiêu năm nay ta phải vất vả và kiếm nhiều phép thuật khác nhau để chữa lành vết thương sâu hắm mà ngươi đã gây ra cho ta. Gia đình ngươi phải trả giá khi trái tim con gái ngươi giờ đây đã là trái tim màu đen, cùng với mái tóc của nó sẽ trở nên giống tóc của quỷ. Trong lúc mụ phù thủy đang đắc ý vì hành động xấu xa của mụ đối với Rabona, thì từ phía sau, người vợ Sibin đã rắc chỗ tro tàn của nàng tiên Rodona, khiến mụ đau đớn gào rú, toàn thân mụ dần bị vụn vỡ. Nhưng cái chết của mụ phù thủy không khiến cho lời nguyền của mụ lên con gái họ bị vô hiệu. Quả nhiên, mái tóc của Rabona không ngừng dài ra và xù lên như mái tóc của quỷ. Rabona cũng trở nên điên loạn, cô không còn kiểm soát được hành động của mình. Trời ơi, nhìn xem con vừa làm gì với mẹ vậy? Con ơi, mẹ đây, con hãy nhìn mẹ cho thật kỹ, đừng để quỷ dữ điều khiển trái tim con nữa. Cha,
Nhưng những ngày sau đó, con quỷ trong trái tim cô liên tục chế ngựa cô, khiến cô mất kiểm soát, nhiều lần suýt làm hại chính cha mẹ mình. Nhưng họ không biết cách nào để hóa giải lời nguyền của mụ phù thủy. Một đêm nọ, khi cha mẹ cô đang ngủ say, Robona lại bị trái tim quỷ dữ sai khiến. Cô đứng dậy và đi ra khỏi nhà. Robona, dừng lại! Dừng lại ngay, Robona! Mình đang làm gì thế này? Robona! Robona! Con làm gì vậy? Tỉnh lại đi con! Con nhìn xem, mẹ là mẹ của con, còn đây là cha của con. Cha! Mẹ! Càng ngày con càng không thể chế ngự con quỷ trong tim con. Nếu như con tiếp tục sống, chắc sẽ giết chết cha mẹ. Con vừa sinh làm như vậy rồi mà, con không muốn trở thành gánh nặng của cha mẹ nữa. Hãy để con cùng con quỷ chết trong ngọn lửa này đi. Không, đừng mà con. Đừng làm thế. Hãy ở lại với cha mẹ đi mà. Cha, mẹ, hãy nhớ con yêu cha mẹ đến nhường nào. Vĩnh biệt. Trước cảnh tượng đau lòng đó, cha mẹ cô đã khóc cạn khô nước mắt gọi tên con gái. Nhưng cô đã chọn cái chết để không làm hại đến cha mẹ của mình. Từ đám tro tàn nơi cô đã thác xuống, bỗng mọc lên một cây lớn sai triệu quả. Quả của nó hết sức đặc biệt, mà người ta chưa từng thấy ở đâu. Vỏ của nó xù xì, đầy gai xung quanh như mái tóc của Robona sau khi bị mụ phù thủy yểm bùa. Nhưng bên trong là nhân quả trắng, thuần khiết như hạt ngọc. Vị của nó ngọt ngào như tấm lòng hiếu thảo của cô đối với cha mẹ mình. Từ đó, người ta truyền tay nhau trồng giống quả này và gọi đó là trái chôm chôm. Hương Mộc Tinh. Ngày xưa, đã xưa lắm rồi, tại một thị trấn nhỏ cổ kính, có một người đàn ông tên là Gian. Ông rất giàu có và tận tụy với công việc. Ông chỉ có một cậu cháu trai duy nhất tên là Jonas, nhưng ông chẳng mấy khi có thời gian cho cậu bé. Lịch làm việc ngày mai thế nào hả? Dạ, sáng mai ông có lịch đến xưởng gỗ, chiều thì đàm phán hợp đồng mới, tối thì tham dự tiệc của thị trưởng ạ. Ông nội, ông hứa mai đưa cháu đi chơi rồi mà. À, ông quên mất, hay là để tuần sau nha. Ừ, lại tuần sau, bao nhiêu cái tuần sau rồi. Lần này là chắc chắn, ông hứa mà. Thế nhưng, ông Gian không thể thực hiện được lời hứa, vì luôn luôn có hàng đống công việc chờ ông giải quyết. Ước gì ông nội có thể đi dã ngoại với mình một lần. Xin chào Jonas. Cậu là ai? Sao cậu biết tên mình? Mình là Hương Mộc Tinh. Sao cậu bay được thế? Mình là thần tiên, đương nhiên phải bay được rồi. Mình sẽ biến ước mơ của cậu thành sự thật. Cậu sẽ được đi dã ngoại với ông nội ở Kansas. Hả? Cậu làm được điều đó hả? Mang theo chiếc lá này bên mình nha. Mình nhất định sẽ tìm được cậu. Ôi trời ơi, sao tự nhiên gió mạnh thế này? Sao lại mất tích được? Đó là lô gỗ quý, để làm hộp điêu khắc cho vợ của công tước đấy. Không hiểu sao xe ngựa đi ngang qua vùng Kansas là bị mất tích, đến giờ vẫn chưa tìm thấy ạ. Không được, ta phải đích thân đi một chuyến. Ông ơi, cho cháu đi với. Ông đi làm việc chứ có phải đi chơi đâu. Cháu hứa là sẽ ngoan, không làm ảnh hưởng đến việc của ông đâu ạ. Nha ông, nha. Thôi được, nhớ là không được chạy lung tung đấy. Dạ.
ông ở thành phố chắc ít khi tới vùng quê này nhỉ? À, ngày bé tôi từng ở đây một thời gian, nhưng lâu lắm rồi, tôi không nhớ rõ nữa. Cậu huy động người tìm lô hàng đó cho tôi nha. Vâng, ông cứ yên tâm. Ông cho mình theo đến cảnh sát rồi, nhưng mình vẫn chẳng được đi đâu cả. Ông lúc nào cũng chỉ công việc thôi. Hay là trong lúc chờ đợi, cậu đi chơi với mình vậy? Bộ, có nhiều chỗ thế cơ á. Jonas, cháu đang nói chuyện với ai đấy? Dạ, cháu đang nói chuyện với Hương Mộc Tinh. Ủa, bạn ấy vừa ở đây mà. Hương Mộc Tinh là ai? Bạn ấy là Tiên ông ạ. Bạn ấy nói rằng sẽ đưa cháu đi chơi đấy. Jonas, ông dặn cháu nhiều lần rồi, không được nói chuyện với người lạ. Cháu... Cũng không được nghe người lạ dụ dỗ, hiểu chưa? Bây giờ vào giường ngủ ngay. Dạ. Jian. Cháu là ai? Sao cháu vào được đây? Tôi là thần tiên Hương Mộc Tinh, là bạn của Jonas. Ông thật là ích kỷ đó. Ông không dẫn Jonas đi chơi, lại còn cấm cậu bé chơi với tôi nữa. Rốt cuộc ngươi là thứ gì? Đừng có đụng vào Jonas của ta. Chỉ cần tôi muốn, Jonas sẽ là của tôi. Ta cấm ngươi. Ông không làm gì được tôi đâu. Ngươi phải để thằng bé được yên. Ngươi sẽ biết tay ta. Ông không bắt được tôi đâu. Nhưng nếu ông chấp nhận điều kiện của tôi, thì tôi sẽ để yên cho Jonas. Điều kiện gì? Chỉ cần ông thay thế Jonas đi theo tôi là được. Thôi được, ta đồng ý. Thật chứ? Chúng ta đi luôn bây giờ nha. Được, ngươi định đưa ta đi đâu? Rồi ông sẽ biết. Đã quá. Ôi trời ơi, không đã chút nào cả. Cho ta xuống đi. Hả? Đây là nơi nào mà đẹp thế này? Còn nhiều chỗ đẹp lắm, cứ đi theo tôi. Cứ như thế, Hương Mộc Tinh đưa ông Jian đi khắp nơi, ngắm nhìn những cảnh vật xinh tươi nhất. Ông Jian như quên hết mọi thứ. Lâu lắm rồi, ông mới thấy vui như lúc này. Thật là tuyệt vời, sống bao nhiêu năm trên đời mà giờ ta mới biết đến những cảnh vật này. Cảm ơn người đã đưa ta đi. Không cần cảm ơn đâu, mình chỉ thực hiện lời hứa với cậu thôi mà. Lời hứa nào cơ? Lời hứa khi cậu còn là một đứa trẻ, nhưng cậu đã quên rồi. Hứa nha Hương Mộc Tinh, cậu sẽ đưa mình đi ngắm cảnh vật ở khắp nơi nha. Chắc chắn rồi. Mình nhớ ra rồi, cậu là người bạn kia ấy. Jian, tớ tưởng rằng cậu sẽ mãi mãi không nhớ ra nữa. Tớ xin lỗi vì đã đe dọa cậu, nhưng tớ không còn cách nào khác. Gia đình tớ chuyển đi và bị phá sản. Kể từ đó, tớ phải lao vào kiếm tiền sinh sống. Tớ đã dần quên đi phần đẹp nhất trong tuổi thơ của mình. Quên cả cậu nữa. Không đâu, nó vẫn luôn ở đó. Bằng chứng là cậu vẫn còn nhận ra tớ. Tuổi thơ hạnh phúc nhất là được sống trong vòng tay của gia đình, được thỏa trí tưởng tượng với những câu chuyện thần tiên. Thế nên đừng để Jonas cũng mất đi điều đó nha. Ông ơi, đi nhanh lên. Dạ thưa ông, quản lý vừa báo rằng lô gỗ và người vận chuyển đã xuất hiện ở ngay trước cổng công xưởng, không có hư hại gì ạ. Thế thì tốt rồi, việc còn lại tôi sẽ giải quyết sau. Giờ là khoảng thời gian riêng tư của hai ông cháu tôi nha. Kể từ đó, họ không bao giờ gặp lại Hương Mộc Tinh nữa. Cô bé ấy đang tiếp tục tìm lại tuổi thơ cho ai đó rồi chăng? Hai đứa trẻ ở khu ổ chuột.
ở một khu ổ chuột nghèo, có hai cậu bé Bill và Mark chơi với nhau rất thân. Cả hai cùng trải qua những tháng ngày khốn khó, vất vả. Mark à, mau chạy đi, để tớ chặn bọn chúng cho. Không, tớ không thể bỏ mặc cậu được. Nào, con hồng gì nộp số tiền hôm nay kiếm được cho bọn tao đây. Còn lâu, vậy thì tao sẽ cho chúng mày dự xương luôn. Anh em may quá, thoát rồi. Cậu không sao chứ? May quá, không sao. Chúng ta nhét tiền vào giày, chúng làm sao mà tìm được chứ? Mark à, con đây rồi, mau về với mẹ. Mẹ, có chuyện gì vậy ạ? Nhanh lên, đi rồi sẽ rõ mà. Mình về trước nha, sáng mai chỗ cũ nha. Ừ, hẹn gặp lại cậu. Sao lâu thế? Mỗi khi cậu ấy có bao giờ sai hẹn đâu chứ. Đã gần một tiếng rồi. Mắt, mắt ơi, cửa khóa, cậu ấy không có ở nhà. Bill không hề hay biết gia đình bác đã vội vã lên thành phố sau khi nhận được một lời nhắn đặc biệt. Chú của anh đã qua đời cách đây 2 tuần. Vì ông ấy không có con cái gì nên anh là người thừa kế hợp pháp duy nhất. Trời ơi, thật vậy sao? Ôi, lẽ nào chuyện này là sự thật? Wow, đẹp quá. Dinh thự to lớn này giờ là nhà mình hả? Ở khu ổ chuột, Bill đã rất nhiều lần đến nhà tìm bạn, nhưng những gì cậu thấy chỉ là ngôi nhà vắng cùng cánh cửa đã khóa ngoài im ỉm. Cậu mong chờ một dòng hồi âm từ Mark nhưng mãi chẳng thấy. Để tôi phục vụ cậu. Thời gian cứ thế trôi đi, những biến cố bất ngờ đã đưa hai người bạn đến những ngã rẽ khác nhau trong cuộc đời. Để rồi 30 năm sau, hai người lại vô tình gặp lại nhau tại một góc công viên. Ôi trời ơi, cái lưng lại dở chứng rồi. Mắt, có phải mắt không? Là Bill ở khu ổ chuột đây. Bill, Bill, ôi trời ơi, bao nhiêu năm đã trôi qua, thật không thể tin được. Ông bạn, ai ngờ được chứ, tôi vui quá. Cậu biến về đâu mấy chục năm nay thế? Cậu có biết ngày đó, hôm nào tới cũng qua nhà tiệm cậu không? Cậu đã biến mất mà không để lại một tin tức nào. Lúc đó, một người chú của cha tớ vừa mới qua đời, nhưng ông ấy lại không có con cái gì hết. Thế là cha tớ được thừa hưởng toàn bộ gia tài của ông ấy. Vì đi gấp quá, nên tớ không báo cho cậu được. Tớ xin lỗi, nhưng trong đôi mắt và khuôn mặt cậu, tớ nhìn thấy có một nỗi buồn nào đấy. Phải, bỗng nhiên trở nên giàu có, tôi quen dần với cuộc sống xa hoa, rồi những cuộc chơi trác tán. Anh ta thua sạch rồi. Sau khi cha mẹ tớ qua đời, cũng là lúc mọi tài sản được thừa hưởng cạn kiệt, tớ trở nên trắng tay. Từ đấy, tớ lại phải làm những công việc chân tay để kiếm sống qua ngày. Quả thực cuộc đời đã không mang lại cho tớ niềm may mắn, mà kết cục lại bất hạnh thế này đây. Thế còn cậu, cuộc sống của cậu thế nào? Có gặp nhiều may mắn không? Vài năm sau khi cậu đi, tớ kiếm được chân sách hành lý ở một khách sạn. Rồi khi 20 tuổi, một cơ hội lớn đã đến với tớ. Tớ mua được một cửa hàng nhỏ sắp đóng cửa. Đó là một cửa hàng sản xuất túi da. Tớ đã từng nhìn qua hầu như tất cả các loại túi xách. Vì thế tớ biết người giàu thích những loại túi nào. Thế là tớ chỉ việc làm lại những kiểu túi mà tớ đã xách không biết bao nhiêu lần khi còn là một thằng bé khiêng đồ cho khách. Lúc đầu tớ phải vừa may vừa bán. Tớ làm việc hầu như không nghỉ, ngày cũng như đêm, lẫn cuối tuần và ngày nghỉ. Sau này việc làm ăn thuận lợi hơn, tớ thuê thêm người rồi mở rộng cửa hàng. Giờ đây tớ đã có hơn 20 cửa hàng ở khắp các thành phố lớn rồi. Chúc mừng cậu. Nhìn cậu, tớ xấu hổ quá.
Rõ ràng tớ đã may mắn hơn cậu. Nhưng có lẽ sự may mắn đến quá dễ dàng. Nó khiến cho tớ ỷ lại, sống dựa dẫm, cứ trông chờ vào những may mắn tiếp theo. Khi may mắn không đến nữa, tớ chẳng còn lại gì. Cậu nói đúng đấy. Những thành quả đến bằng sự nỗ lực, bằng mồ hôi, nước mắt, trí tuệ của mình, thì chúng mới là những thứ ở lại lâu bền nhất. Giờ tớ đã hiểu ra thì đã quá muộn rồi. Chẳng có sự thay đổi nào là quá muộn hết anh bạn ạ. Ở tuổi này, người ta vẫn có thể nỗ lực tìm kiếm những niềm vui giản dị hơn mà. Giờ tớ đã gặp được cậu rồi. Cậu còn có tớ mà. Tớ hiểu rồi Bill. Cảm ơn cậu rất nhiều. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.